lâu rồi và hôm nay là cái ngày mà còn được ưu đãi gấp bội. Thì đây đúng thực sự là cái ngày mà mình mong chờ rất là lâu rồi. Và mình thật sự rất là hào hứng và tò mò về công nghệ nền đang tích lớp chiếc này. Mình đã được thăm khám và tư vấn miễn phí. Mọi người sẽ đăng ký cùng nhau để có thể nhận được gấp đôi ưu đãi của chương trình này. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn có một nụ cười tươi hơn để có người yêu ạ. Duy nhất trong tháng 12 tại Nha Khoa Lọc Vietintech tặng ưu đãi lên tới 40%, giảm thêm 3% với khách hàng đăng ký niềng răng từ nhóm 2 người trở lên, hỗ trợ trả góp 0%, kèm gói quà tặng lên tới 10 triệu đồng. Hàng trăm khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình, trải nghiệm thăm khám và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia. Liên hệ ngay qua hotline 096 192 0606 hoặc 1900 6421 để biết thêm thông tin chi tiết.